Nana xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Từ Crystal. Và bây giờ chúng ta đến với tập 220 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Vô thủy kiếm hoàng khí phát ngất trời. Thần kiếm trong tay hung hăng ngân đón kiếm cảnh khôn chấn ngục. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm đụng phải nhau. Dòng khí như bom nguyên tử nổ tung bộc phát. Một đám mây hình nấm kinh khủng phóng lên tận trời. Luồng khí như sóng thần quét sạch xung quanh. Tất cả kiến trúc lân cận hóa thành hư vô. Ông lão mặc áo gai nhảy ra, mở trận phép phòng ngự. Ông trên không trung quảng trường điện chân võ, thắp sáng một lòng phòng hộ siêu lớn, ngăn trở phần lớn sức mạnh. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, ai ai cũng trừng to mắt, gắt keo nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm chiến trường. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh trắng xóa, năng lượng bừa bãi tàn phá. Phút chốc sau, năng lượng tàn phá bừa bãi đổ dần tan đi, đám người vẫn yên lặng, tất cả đều ngừng thở. Nhìn chăm chú vào bóng người ở trung tâm vụ nổ. Người kia là ai? Là Dược Minh hay là Vô Thủy Kiếm Hoàng? Nhất định là Vô Thủy Kiếm Hoàng. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đúng đúng, dù Dược Minh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết chết được Vô Thủy Kiếm Hoàng cảnh giới chúa tể. Người này còn chưa kịp nói hết câu, năng lượng hoàn toàn tiêu tán. Một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi xuất hiện trước mắt, là Dược Minh. Ôi mẹ ơi, người tu võ vừa nói chuyện ngã ngồi trên mặt đất, còn người Vũ Thiên Tuyệt hung hăng co rụt lại. Anh ta không chết. Mặc mặc y hồ đồ. Mẹ, anh ta không chết. Thế Vô Thủy Kiếm Hoàng chết rồi. Vô Thủy Kiếm Hoàng bị anh ta giết ư? Làm sao có thể? Thân thể mềm mại của thần nữ Tổ Long Điện run nhẹ nhẹ. Sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không thể nào, không thể nào. Cảnh giới chúa tể chết rồi ư? Tại sao lại như vậy? Diệu Bắc Minh thế mà có được thực lực giết chết cảnh giới chúa tể ư? Anh ta mới cảnh giới gì chứ? Khắp điện chân võ không ngừng vang vọng tiếng thảo luận sôi nổi. Vẻ mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi, rất nhiều người vô ý thức run lên, khiếp sợ, kinh hoàng, kính sợ. Mộ Dung Tần hít sâu một hơi, may mắn anh ta không tham gia đại hội chân võ, nếu không thì hạng nhất thiên bảng cũng không thể đấu với anh ta. Vũ Thiên Tuyệt yên lặng một hồi mới phun ra một câu, anh ta không có tên trên thiên bảng, nhưng đã xa hơn thiên bảng, tôi nguyện xưng anh ta, ông vua không ngài, đệ nhất thiên hạ. Ông vua không ngại ư, đệ nhất thiên hạ sao? Trái tim ai nấy cũng run lên, đánh giá này quá cao. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm nhận được năng lượng xung quanh vẫn chưa kịp tiêu tán. Tiểu thép, mau hấp thu năng lượng sau khi Vô Thủy Kiếm Hành chết. Thép cảnh khôn chính mục nhắc nhở, nhóc, bản thép cảm thấy cậu cắn nuốt sẽ tốt hơn. Với thực lực trước mắt của cậu, nếu cắn nuốt những năng lượng này, thì ít nhất có thể tăng lên hai cảnh giới lớn. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đọng lại, hai cảnh giới lớn ư? Ông cảm thấy tôi cần không? Tiểu thép, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nếu ông hấp thu lực lượng của Vô Thủy Kiếm Hoàng, có còn ngủ say nữa không? Thép cảnh khôn chấn ngục yên lặng một lát, rồi trả lời, sẽ không. Diệu Bắc Minh không hề do dự, được, vậy tôi ra lệnh cho ông hấp thu. Được, thép cảnh khôn chấn ngục đáp lời. Một giây sau, năng lượng trong không khí ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn, quấn về phía vị trí trái tim của Diệu Bắc Minh. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ, Sở Sở không khỏi kích động. Chị, Diệp Bắc Minh giết chết cảnh giới chúa tể, chị đã thấy chưa? Sức mạnh của anh ta vượt quá tưởng tượng của em. Sở Vị Vương bên cạnh nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là anh ta đã làm thế nào? Ngay trong chớp mắt vừa rồi, anh ta bộc phát ra lực lượng gấp ít nhất 10 tân bản thần đang có. Đến cùng, thì trên người anh ta còn có bí mật gì? Tất cả cảnh tượng vừa rồi đã thông hết vào trong mắt cô ta. Một kiếm của Diệp Bắc Minh giết chết Vô Thủy Kiếm Hoàng trong tức tắc. Sở Vị Ương chuyển mắt, nhìn sang Sở Sở, cô ta nghiêm túc hỏi, Sở Sở, rốt cuộc thì người này có lai lịch ra sao? Sở Sở cũng mê mang, em cũng không biết nữa, lần đầu em gặp anh ta là ở trên Long Đài. Long Đài ư? Sở Vị Ương nhíu mày, nghiêm túc nói. Sở Sở, bây giờ em nói hết tất cả những gì mình biết cho chị, không được giấu giếm gì, chuyện này rất quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sự sống còn của nhà họ Sở. Sở Sở há miệng kinh ngạc hỏi, chị... Chuyện này có nghiêm trọng vậy không? Sở Vị Ương gật đầu nói. Bởi vì chỉ cảm nhận được khí tức của Sở Di Tộc ở Thái Cổ. Sở Di Tộc ở Thái Cổ ư? Sở Sở che miệng, lùi về phía sau hai bước. Chị ơi, không thể nào. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mở mắt, ăn thoáng nghĩ. Bốn vị sư tỷ bình yên vô sự xuất hiện trước mắt ăn. Trước khi giết Phù Thủy Kiếm Hoàng, Diệp Bắc Minh đã đưa bốn vị sư tỷ vào thế giới bỏ túi của mình. Tiểu sư đệ, Phù Thủy Kiếm Hoàng đâu rồi? Bốn người khó hiểu nhìn đống hỗn độn quanh mình. Diệp Bắc Minh bình thản giải đáp cho họ, đã bị em giết chết rồi. Cái gì?
Trên gương mặt của bốn vị sư tỷ đều thoáng hiện lên sự kinh hãi. Diệp Huyên lắc đầu nói tiếp, lát sau sẽ giải thích cho các chị, chúng ta đi tính sổ trước đã. Xong anh xoay người rồi đi, rách khí trên người tỏa ra. Lúc này mọi người đều vô thức lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua đám đông, rồi nhìn vào vài lão già của Thiên Đạo Tông. Mấy lão chó già của Thiên Đạo Tông chọn tự mình bước ra, hay để tôi đến bắt từng người lên một đây? Mấy lão già Thiên Đạo Tông lẫn trong đám đông nghe thấy mặt trắng bật, hừ, mọi người chớ sợ hãi. Một lão già mặt vàng bước ra khỏi đám đông, lặn lùng nhìn vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, đúng là cậu rất mạnh, nhưng muốn đối địch với cả Thiên Đạo Tông thì còn hơi non một chút. Ồ, Diệp Bắc Minh hờ hững đáp lời, anh chỉ tung ra một quyền đáp trả. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một làn khí cuồn cuộn trước mắt mình. Lão già mặt vàng thậm chí còn không có tư cách phản kháng, mà người đã nổ tung, hóa thành một đống máu bay đầy trời. Cậu! Những trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông vô cùng khiếp hãi, xoay người bỏ chạy không chút chần chừ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chẳng phải vừa rồi các ông mới bảo, vậy tôi sao, chạy cái gì thế? Đồ ăn bước lên từ từ truy bắt bọn họ, tiếng rầm gầm vang lên, máu tươi bay tán loạn. Tổng cộng 9 trưởng lão của Thiên Đạo Tông đều đã đi đời. Mẹ ơi, mọi người sợ run chứng kiến tất cả. Ăn quá sát phạt quyết đoán, không hổ danh là sát thần. Lúc này Diệp Bắc Minh quay đầu lại, ông lão thiên độc, quỳ xuống. Lòng ông lão thiên độc bùng lên một ngọn lửa căm hận ngút trời. Vừa định nổi đoá thì chợt nhớ tới sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Ngọn lửa căm hận kia nháy mắt đã vụt tắt, chỉ còn lại một cơn sợ hãi khiếp người trong lòng ông ta. Cậu Diệp, tôi với cậu không thủ không oán sâu nặng gì hết, thậm chí đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu Diệp, cậu! Một giọng nói đầy áp lực vang lên. Tôi bảo ông quỳ xuống, ông bị điếc à? Ông ta nhìn thấy sát thần từ từ bước lại chỗ mình. Ông lão thiên độc sợ khiếp vía, tới mức lùi qua một bên rồi la to. Cậu Diệp, nếu tôi đã từng sợ ý đắc tội với cậu lúc nào, không hay thì mong cậu cho tôi cơ hội giải thích. Bùm! Ông lão thiên độc không chịu nổi được áp lực đó mà quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người có mặt đều hít thở không thông. Diệp Bắc Minh hờ hững nói, ông đã cứu mẹ của Tam sư tỷ nên tôi không giết ông. Cảm ơn cậu Diệp. Ông lão thiên độc cất động dập đầu tới tấp. Nhưng mà, giọng Diệp Bắc Minh như trầm xuống tận vực sâu. Ông không xứng làm sư phụ của Tam sư tỷ tôi. Mau quỳ xuống nhận Tam sư tỷ tôi làm chủ nhân đi. Cậu nói gì? Trên mặt ông lão thiên độc hiện lên sự tức giận. Rầm! Tiếng rồng gầm vang lên, một đường kiếm khí quét ngang. Cách ông lão thiên độc khoảng 10 mét, đùng đùng đùng, ông lão thiên độc bị đánh tay ra ngoài rồi ngã đau điếng xuống đất. Giọng nói hệt như của thần chết kia lại vang lên lần nữa, kiếm tiếp theo sẽ chém lên người của ông. Đại nhân ơi, tôi biết sai rồi. Ông lão thiên độc chạy tới đó dập đầu điên cuồng như thằng khùng. Tôi sẽ nhận chủ nhân ngay ạ, nhận ngay ạ. Ông ta quay qua tiểu độc tiên hảnh sợ mở miệng nói, chủ nhân, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi không nên cố ép người làm đồ đệ của mình, tôi lại uy hiếp người ở bên cạnh tôi. Ông lão thiên độc tôi đây xin thề rằng, từ nay về sau sẽ là một con chó bên cạnh người. Rầm, rầm, rầm. Đầu ông ta nện trên mặt đất, thấy cảnh đó, mấy người phú thiên tuyệt, mặc bạch y và thần nữ tổ long điện biến sắc. Tổ tử long chớp mắt, giết vô thủy kiếm hoàng, lại giết hơn 10 vị trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Một câu ép, ông lão thiên độc quỳ xuống, cậu ta thật ngông cuồng. Giữa ông Minh nhảy tới, Tam sư tỷ, hai người ký khế ước nô lệ đi. Cơ thể ông lão thiên độc run lên, lòng đầy tuyệt vọng. Tiểu độc tiên bất ngờ, tiểu sư đệ, chị có thể ư? Cô ấy vẫn luôn sống trong sự uy hiếp, nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày mình có thể quay ra khống chế ông lão thiên độc. Diệp Minh mỉm cười bảo, để em hộ pháp cho chị. Tiểu độc tiên không chút do dự cắt ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Cô ấy vẽ vài đường khế ước vào không trung. Ông lão thiên độc thấy thế, cắn răng nhỏ ra một giọt máu, máu của cả hai người hòa lẫn vào nhau. Ầm, khế ước nô lệ hoàn thành. Mặt mày ông lão thiên độc xám xịt như tro. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên mặt đất rung chấn kịch liệt như xảy ra động đất. Sáu trong điện chân võ, một ký hiệu phóng vút bay lên cao, cả không gian chấn động mãnh liệt. Sở Vị Ương biến sắc, không hay rồi, trận chiến giữa Diệp Bắc Minh và Vô Thủy Kiếm Hoàng đã ảnh hưởng đến trận phép dưới điện chân võ, cấm điện luân hồi sắp mở ra trước thời hạn rồi. Sau đó, Sở Vị Ương không hề chần chừ, truyền âm cho các trưởng lão khác. Đám người ông lão mặc áo tang nghe được truyền âm, bèn bay lên trời cao, đi thẳng tới nơi sâu nhất điện chân võ. Một lát sau, giọng ông lão mặc áo tang vang lên. Mời 10.000 người đứng đầu thiên bảng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì có biến cố,
nên cấm địa luân hồi đã mở ra trước thời hạn. Xoẹt 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 xoẹt, vô số người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên về hướng giọng nói vọng tới, sắc mặt bọn họ tối hơn nhiều. Diệp Bắc Minh nhìn chăm chú, hô hấp hơi dồn dập. Cấm địa luân hồi mở ra rồi, sư phụ, liệu mọi người có thể sống lại thật không? Trong đám đông, mắt Mộ Dung Tinh đỏ ngầu, vô cùng kiên định. Sư phụ, sư đệ, con chắc chắn sẽ hồi sinh mọi người. Cấm địa luân hồi mở ra. Giọng ông lão mặc áo tang vừa dứt, tất cả mọi người sụp sôi. Ngay sau đó, trên bầu trời điện chân võ xuất hiện một hư ảnh ngọn núi hùng vĩ. Nó trông rất mờ ảo, sức mạnh của không gian dao động mãnh liệt. Ngọn núi này là... Ngay khi nhìn thấy ngọn núi kia, Diệp Bắc Minh sững sờ. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly và Tiểu Độc Tiên liếc mắt nhìn nhau. Những người tu võ ngoài điện chân võ thấy ngọn núi đó đều xung phong lao tới chỗ cấm điện luân hồi như người điên. Phụt 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 phụt, bọn họ lũ lượt bị nổ tung. Chỉ có một số ít người tu võ thành công chạy vào cấm địa luân hồi. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người tu võ đang muốn thử sức đều biến sắc hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng đó. Ông lão mặc áo tang cười khẩy nói, hừ, không phải là 10.000 người đứng đầu thiên bảng mà cũng muốn mạnh mẽ xông vào ư? Quả thật là kẻ không biết tự lượng sức mình. Lão phu nhắc nhở một câu, chỉ có người có tên trên thiên bảng mới có tư cách bước vào cấm địa luân hồi. Những kẻ khác nếu muốn xông vào thì lão phu cũng chẳng ngăn cản, nhưng phải xem liệu các người có bị sức mạnh của cấm địa luân hồi loại trừ hay không. Vừa dứt lời, đám người tu võ vốn đang sung huyết như được tiêm máu gà lập tức im lặng. Ngay sau đó, 6 người trẻ tuổi, 4 nam 2 nữ bay tới, sắc mặt Vũ Thiên Tuyệt tối sầm. Đứng thứ 6 thiên bảng, Từ Đổ Vấn Thiên. Đứng thứ 5 thiên bảng, Vũ Sư Thiếp. Đứng thứ 4 thiên bảng, Sư Khôn. Đứng thứ 3 thiên bảng, Cuồng Chiến. Đứng thứ 2 thiên bảng, Giao Cơ. Đứng thứ nhất thiên bảng, Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người sửng sốt. Khí tức trên người Vũ Sư Thiếp, Sư Khôn và Cuồng Chiến đều ở cảnh giới tạo hóa. Sức ép tỏa ra từ người họ khiến người ta nghẹt thở. Khí tức của Giao Cơ và Lý Thất Dạ lại sâu không thể nào đong đếm. Ngay khi 6 người kia xuất hiện, bọn họ chỉ thoáng nhìn sang cấm địa luân hồi một lượt. Sau đó, cả 6 người đều tập trung nhìn vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, có yêu khí. Giọng của Thép Cảnh Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, cảm giác của cậu đúng rồi, cả 6 người này đều là yêu tộc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, 6 người đứng đầu thiên bảng đều là yêu tộc sao? Nhưng thực lực đều là cảnh giới tạo hóa mà. Ánh mắt Cuồng Chiến đầy sắc bén, lạnh lùng nói, cậu chính là người được gọi là ông vua không ai, đệ nhất thiên hạ sao? Bầu không khí yên lặng, ai ai cũng nghe ra sự khiêu khích nồng nặc mùi thuốc súng trong giọng nói đó. Anh ta cao tới 3 mét, vóc người vẹn vỡ, là phần tử hiếu chiến trời sinh, nếu không cũng chẳng mang tên Cuồng Chiến rồi. Bỗng nhiên Diệp Bắc Minh chợt bùng nổ, anh cầm kiếm Cảnh Khôn Chấn Ngục chém vào đầu Cuồng Chiến. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người ngây sững. Chuyện gì thế? Sắc mặt Cuồng Chiến trầm xuống, chán sống rồi hả? Nhưng anh ta lại không sử dụng vũ khí, mà tung một quyền đáp lại kiếm Cảnh Khôn Chấn Ngục. Rầm! Cuồng Chiến gào thét giận dữ, anh ta chẳng thể nào ngăn cản được đòn đánh kia. Tiếng răng rắc giòn rã vang lên, cắn tay anh ta nát bươm, vết thương lan ra tới ngực, kiếm Cảnh Khôn Chấn Ngục lại chém mặn xuống vai anh ta. Bùm! Cuồng Chiến bị ép phải quỳ gối xuống, gương mặt vốn tràn đầy kiêu ngạo giờ đã đỏ bừng. Anh ta ngẩng ngoạn đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh như thú săn mồi. Rằng con, cậu... Giọng Diệp Bắc Minh lặn như băng. Không có việc gì thì chớ chọc tôi, đây là cảnh cáo. Đến lần sau thì giết luôn. Mày ngông cuồng ư, tao đây còn ngông cuồng hơn cả mày nữa. Cút, ăn đẹp bay Cuồng Chiến. Ôi, xung quanh đầy tiếng thảm thốt. Mặc mặt y sợ run ra đầu. Anh ta tên là yêu tộc, nên biết rõ sự đáng sợ của Cuồng Chiến. Thần nữ Tổ Long Điện kinh ngạc nghĩ, Diệp Bắc Minh có thể chém một kiếm làm Cuồng Chiến trọng thương sao? Thực lực của cậu ta rốt cuộc là gì thế? Vũ Sư Thiếp, Sư Khôn và Giao Cơ liếc nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt Lý Thất Dạ bình tĩnh như mặt hồ, dường như tất cả đều không liên quan gì tới mình. Diệp Bắc Minh mặc kệ ánh mắt của mọi người, anh bước lên, chuẩn bị tiến vào cấm điện luân hồi. Mọi người dõi theo Diệp Bắc Minh, nhìn thấy anh vừa mới đi tới vài trăm mét thì bị sức mạnh không gian ngăn cản. Ầm ầm, áo anh rách tươm, lộ ra cơ thể phạm vỡ. Rất nhiều thiếu nữ đỏ mặt. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, rồi anh quay đầu trở lại bên cạnh bốn vị sư tỷ. Bốn vị sư tỷ à, sức mạnh không gian quá hung hãn, nếu em cưỡng chế đi qua sẽ bị nghiền nát vụn. Chu Lạc Ly gật đầu nói, bọn chị hiểu, bây giờ chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cấm địa luân hồi, được,
Bốn người xoay người đi đến chỗ cấm địa luân hồi. Diêu Bắc Minh quay đầu rời đi. Những người tu võ còn lại giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi mẹ ơi, tên sát thần kia đã đi rồi. Nếu cậu ta cũng đi vào cấm địa luân hồi thì tôi cũng không dám vào đó nữa. Đúng thế, tên này quái thật còn yêu nghiệt hơn cả yêu tộc nữa. Thiêu đốt tinh huyết giết vô thủy kiếm hoàng rồi làm như không có việc gì. Cuồng chiến quát to, các người đang sỉ nhục tôi ư? Chết hết cho tôi. Anh ta bước ra, cuồng phong quần quận kéo tới. Mấy người đang nói chuyện lập tức đi đời nhà ma. Lý Thất Dạ bình thản nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, vào đó thôi. Bóng người anh ta chợt lóe rồi nhảy vào cấm điện luân hồi. Vũ Sư Thiếp, Sư Khôn, Cùng Chiến và Giao Cơ theo sát đằng sau. Tô Tử Lăng, Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y và Thánh Nữ Tổ Long Điện cũng không để bị tụt lại đằng sau. Mộ Dung Tân nhíu mày nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh vừa mới rời đi. Ngay sau đó, hả? Mộ Dung Tân khó hiểu. Sao không thấy Diệp Cảnh Khôn đâu nữa? Hay là giữa hai người họ có quan hệ gì đó thật? Cùng lúc đó, trong một góc vắng vẻ không người, chủ nhân hần nộm đi tới, quỳ gối, thật thà gọi ăn, rồi dâng chiếc mặt nạ lên. Diệp Bắc Minh nhận lấy mặt nạ rồi nói, nhiệm vụ của mày hoàn thành rồi. Ăn ra lận trong đầu rồi hần nộm biến mất. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn vào hư ảnh cấm địa luân hồi lơ lửng xa xa trên không trung, ăn chớp mắt, tiểu thét, ông có biết chuyện gì không? Sao hư ảnh của núi Côn Luân lại xuất hiện ở đây thế? Hư ảnh cấm địa luân hồi kia chính là núi Côn Luân. Nói chính xác thì đó là núi Côn Luân và Côn Luân Hư. Tháp Cảnh Khôn chấn động trầm mặc một lát. Bổn tháp cũng không biết, chỉ có thể đợi cậu tự điều tra thôi. Nhưng mà bổn tháp có thể nói cho cậu một câu, từ khi bổn tháp tỉnh giấc, chỉ nhớ khôi phục, tôi càng lúc càng cảm thấy việc bản thể của mình xuất hiện ở Hoa Hạ không phải là trùng hợp. Diệp Bắc Minh nhướng mày, có nghĩa là gì? Tháp Cảnh Khôn chấn động lại im lặng, một lát sau mới lên tiếng, tôi cũng không biết, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Cuối cùng tôi cảm giác như chúng ta nằm trong sự sắp đặt của ai đó. Thế ư? Mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe sáng. Nhóc ơi, có người tới đây. Tháp Cảnh Khôn chấn động vừa nhắc nhở thì không gian dao động. Sở Vị Ương và Sở Sở mỉm cười bước tới. Anh Diệp à, có chuyện cần anh giúp sức đây. Nếu anh có thể giúp đỡ, tôi đồng ý dẫn cậu rời khỏi thế giới Tam Thiên để đi thế giới cao cấp hơn. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, không nghĩ tới hai chị em này lại đến. Có điều bây giờ thân phận của anh là Diệp Cảnh Khôn. Anh từng bơ hỏi, chuyện gì? Sở Sở nhíu mày, không nhịn được truyền âm. Chị nhất định phải tìm anh ta sao? Chúng ta đã tìm được Diệp Bắc Minh rồi. Nếu tìm thêm anh ta thì có phải không tốt lắm không? Sở Vị Ương bình tĩnh trả lời. Diệp Bắc Minh không có tư cách tiến vào cấm điện luân hồi, còn giúp chúng ta như thế nào? Nếu anh ta đã không được, chị không thể đổi người sao? Sở Sở ngây dại. Lúc này Sở Vị Ương đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Tôi cần ngăn tìm ra một tòa tháp bên trong cấm địa luân hồi. Biểu cảm của Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh. Tháp gì? Sở Vị Ương không hề do dự, lấy ra một tờ giấy. Cô ta đã tạm thời đặt mô hình tiểu tháp trên người Diệp Tâm để ổn định vết thương. Nếu không, lúc anh sử dụng lực lượng của tháp Cảnh Khôn chấn ngục chém giết vô thủy kiếm hoàng đã bị phát hiện. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua. Một tòa tháp đổ nát mà thôi, có ích lợi gì sao? Sở Vị Ương sững sờ lắc đầu. Anh Diệp, vật này rất quan trọng. Nếu anh có thể tìm tới giúp tôi, tôi không chỉ có thể dẫn ăn rời khỏi thế giới Tam Thiên, mà còn có thể cho ăn tất cả những gì ăn muốn. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Thế giới Tam Thiên có gì mà không tốt, tại sao phải rời đi? Khuôn mặt Sở Vị Ương tràn ngập tự tin. Người khác cho rằng như vậy cũng thôi, chẳng lẽ anh Diệp cũng cho rằng như thế sao? Không lẽ anh không muốn đi đến thế giới cao cấp hơn ư? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh. Trở thành chúa tể của thế giới Tam Thiên đã rất mặn rồi, không phải sao? Sở Vị Ương cười vô cùng có thâm ý. Anh cảm thấy thế thật ư? Cô có ý gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Sở Vị Ương lấy một ví dụ. Một con cá bị người ta nuôi dưỡng ở trong bể cá, có lẽ nó biết mình đang ở trong bể cá. Nhưng nếu một con cá bị nuôi ở trong bể nước, trong hồ nước thì sao? Có lẽ nó sẽ không cho rằng toàn bộ bể nước hay hồ nước chính là toàn thế giới, mà thật sự không biết bể nước và hồ nước này cũng có chủ nhân. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, trở nên tương đối khó coi. Thế giới Tam Thiên chỉ là một hồ nước ư? Ha ha, Sở Vị Ương nở nụ cười xinh đẹp. Anh Diệp là người thông minh, tôi sẽ không giải thích thêm lời thừa thãi. Cô chỉ có thể nói, nhà họ Sở có sức mạnh giúp anh Diệp nhảy qua Long Môn. Đi gặp gỡ thế giới bên ngoài, điều kiện chính là tìm được thép này. Bỏ lại câu nói này, Sở Vị Ương kéo Sở Sở xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ, biểu cảm trên mặt màu tím hòa đoán. Tiểu thép, cô ta đang có ý gì? Thời điểm này,
tâm trạng gì bắt mình bực bội, có cảm giác nguy cơ vô hình ập đến. Thép cảnh khôn chính ngục mở miệng, nhóc, điều cô ta nói cũng có khả năng. Nghĩa là sao? Nhóc, cô có còn nhớ thế giới bỏ túi của mình không? Đương nhiên, Diễu Minh khẳng định gật đầu. Không phải ông nói là thế giới bỏ túi sẽ càng ngày càng lớn theo sự tăng trưởng thực lực của tôi sao? Cuối cùng, có thể biến thành một đại lục. Chờ chút đã. Nói đến đây, thân thể Diễu Minh chấn động, gương mặt dưới mặt nạ tràn ngập vẻ không dám tin, giọng nói run rẩy. Tiểu thép, ý ông là thế giới tâm thiên nơi này rất có thể là thế giới bỏ túi của người nào đó ư? Thép cảnh khôn chấn động lên tiếng. Cậu nói đúng một nửa, nửa kia thì sai rồi. Hô hấp Diệp Bắc Vân trở nên rồn rợn. Tiểu thép, ông đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Thép cảnh khôn chính ngục nói tiếp. Thế giới bỏ túi nhiều nhất biến hóa, thành một màn đại lục lại tới cực hạn. Nhưng các thế lực đỉnh cấp trong thế giới cấp cao hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới vũ nội. Diệp Bắc Vân như thể bắt được điều gì đó. Thế giới vũ nội ư? Giọng nói của thép cảnh khôn chính ngục tiếp tục vang lên. Thế giới vũ nội cực lớn, có thể phân chia thành mấy thế giới, nhưng cuối cùng nó chẳng khác gì sân vườn sau nhà của những thế lực đỉnh cấp kia, muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào cũng được. Con người Diệp Minh co rụt lại, ăn nhớ đến năng lực của Sở Sở. Tiện tay là có thể mở ra lối đi không gian, từ ma giới trực tiếp đi đến thánh vực, rồi đi hoa hạ. Hiện tại xem ra, thế giới tam thiên thật sự có khả năng chính là một thế giới vũ nội. Càng nghĩ, sắc mặt Diệp Minh càng khó nhìn, có cảm giác sống chết và vận mệnh của mình bị kẻ khác khống chế. Người trong thế giới vũ nội chính là một con cá, một con kiến trong sân vườn nhà người ta. Nghe được lời này, Diễu Minh hoàn toàn yên lặng. Thép cảnh khôn chấn mục cười một tiếng, nhóc, cậu không cần lo lắng đến vậy. Thế giới vũ nội phát triển thành thế giới tam thiên như hiện tại, phòng trừng nhà họ Sở cũng không thể hoàn toàn khống chế được nữa. Nếu không thì tại sao bọn họ lại để cậu đi tìm tôi? Hai mắt Diễu Minh tỏa sáng, tiểu thép, ý của ông là... Thép cảnh khôn chấn mục nói, quy luật của thế giới tam thiên đã hoàn thiện, hiện tại nhiều nhất, nhà họ Sở có thể khống chế cửa ra vào của thế giới tam thiên. Nếu như cậu có đủ thực lực phá tan cửa ra vào này, như vậy, thế giới tam thiên sẽ trở thành thế giới vũ ngoại chân chính. Thế giới vũ ngoại sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động, thép cảnh khôn chấn mục trả lời, không chịu bất kỳ thế lực nào khống chế, có quy luật riêng của chính mình. Diệp Bắc Minh đăng chiêu, không nghĩ nhiều nữa, ăn trở lại quảng trường đại điện chân võ. Người tu võ top 10.000 thiên bản gần như đều đã tiến vào cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh không hề do dự, đi thẳng đến cấm địa luân hồi. Quả nhiên, lần này ăn dùng thân phận Diệp Càn Khôn thành công tiến vào bên trong cấm địa luân hồi. Sức mạnh không gian chấn động, đến khi dưới chân Diệp Bắc Minh vững lại, ăn phát hiện mình đang đứng ở dưới chân một ngọn núi to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, một dãy núi to lớn cao mấy trăm ngàn mét, dài hơn triệu dặm vắt ngang trước mắt, Côn Luân người ngoài. Giờ phút này, Diễu Minh cũng không nhịn được mà run lên. Núi Côn Luân, quả nhiên là núi Côn Luân, giống y như đúc núi Côn Luân của Hoa Hạ, chỉ là cao lớn hơn cả trăm lần. Đột nhiên, bên tai Diễu Minh vang lên tiếng gọi, Minh Nhi, sư phụ. Diễu Bắc Minh kinh ngạc, một ý niệm hiện lên, ăn tiến vào thế giới bỏ túi. Hơn trăm tòa mộ bia gần như đồng thời phóng ra hào quang sáng chói. Từng bóng người mờ ảo xuất hiện trên mộ bia, người đỡ đầu, Dược Vương Quỷ Cốc, Độc Cô Vũ Vân, Vô Tàn Xét, Kiếm Chủ Bất Diệt, Đa Nế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng, Độc Đế, Long Huyết, Chiến Thần, Long Đế. Thân hồn của trăm vị sư phụ toàn bộ xuất hiện. Sư phụ, sao tất cả mọi người lại thức tỉnh? Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, người đỡ đầu sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong chớp mắt vừa rồi, chúng ta đồng thời cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể miêu tả. Luồng sức mạnh này có chỗ tốt cực lớn đối với thần hồn của chúng ta, không những giúp khôi phục sức mạnh thần hồn của chúng ta, còn khiến toàn bộ chúng ta thức tỉnh. Diệp Bắc Minh kích động nói, nếu nói vậy, bên trong cấm địa luân hồi, thật sự có lực lượng giúp mọi người sống lại ư? Cấm địa luân hồi sao? Minh Nhi, để chúng ta ra ngoài xem một chút. Trăm vị sư phụ gần như đồng thời mở miệng. Được, Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, một ý niệm hiện lên trong đầu, cả trăm tấm mộ bia đồng loạt xuất hiện. Hít hà! Một loạt tiếng hít ngược khí lạnh vang lên, chàng vị sư phụ kích động kêu to, địa bàn Côn Luân, đây mới thật sự là di tích của Côn Luân Thượng Cổ, thật không ngờ di tích Côn Luân Thượng Cổ thật sự tồn tại, như vậy chẳng phải là nói, nhất tộc hoa hạ chúng ta, thật sự giống như trong truyền thuyết ư, nghe chàng vị sư phụ bàn luận, cái gì mà di tích Côn Luân Thượng Cổ chứ, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Các sư phụ,
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Giọng nói của người đỡ đầu ngưng trọng. Đây là một truyền thuyết cực kỳ xa xưa, cổ xưa đến mức ai ai cũng cho rằng nó là giả. Địa bàn Côn Luân hồi trước chúng ta ở không phải là địa bàn Côn Luân thật sự, mà là do một vị đại năng đỉnh cấp của thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra, dựa theo địa bàn Côn Luân chân chính. Địa bàn Côn Luân chân chính cao tới mấy trăm ngàn mét, phạm vi kéo dài chừng hơn triệu dặm. Hơn nữa, có liên quan đến lai lịch của hoa tộc các con người của giới mình co rụt lại. Có liên quan đến lai lịch của hoa tộc ư? Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Người đỡ đầu lắc đầu. Chúng ta không phải hoa tộc, nên không biết tình huống cụ thể. Thần hồn của mấy trăm vị sư phụ đồng thời nhìn lên chỗ cao nhất của di tích Côn Luân thượng cổ. Đồ nhi, bây giờ chỉ có con mới có thể vạch trần bí mật của nó. Được, Diệp Bắc Minh không hề do dự, chân nguyên dâng trào, an chuẩn bị bay lên trời. Nhưng chợt kinh ngạc phát hiện mình lại không thể bay lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, thần ma chi nhãn xuất hiện. Mỗi một tấc đất của di tích Côn Luân thượng cổ đều lóe lên phủ văn cổ xưa. Lực lượng của phủ văn khiến võ kỹ bay trên không mất đi hiệu lực. Ảnh thuẫn! Diệp Bắc Minh khẽ quát lên. Anh nhận ra ngay cả ảnh thuẫn cũng mất hiệu quả. Sức mạnh không gian ư? Diệp Bắc Minh nhướng mày, chỉ có thể dựa vào lựa chọn đi bộ. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, Mạc Huyền vừa mới tiến vào cấm địa luân hồi. Giọng nói của Hắc Ám Ma Thần vang lên đầy kích động. Di tích Côn Luân thượng cổ hóa ra ở trong cấm địa luân hồi. Mạc Huyền nghi hoặc, chủ nhân, di tích Côn Luân thượng cổ là gì? Hắc Ám Ma Thần không còn bình tĩnh, đừng hỏi. Mục đích của người bây giờ chỉ có một, đó chính là dùng toàn lực để lên đỉnh. Người phụ nữ mang theo tháp cảnh khôn chính một cô ta nhất định ở chỗ này. Vâng, Mạc Huyền nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi. Diệp Bắc Minh vừa mới tiến về phía trước được nửa giờ, có một âm thanh kỳ quái phát ra từ thung lũng nhỏ hẹp phía trước. Xin anh đừng làm như vậy, hu hu, tha cho chúng tôi đi. Một số đồng bạn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy chục người tu võ lại tỏ ra thờ ơ, khóe môi nhếch mép, nụ cười chế giễu như mèo vờn chuột. Ha, quả thực là một chủ ý không tệ. Chỉ cần đứng ngăn ở con đường quan trọng này, sẽ có vô số người qua đường đi ngang qua. Phụ nữ thì giữ lại, còn toàn bộ đàn ông thì cứ giết hết. Bọn họ vây quanh, bật cười chế nhạo nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, hàng chục thi thể nằm một bên. Cách đó không xa, có một nhóm phụ nữ khác đang bị buộc dồn vào góc tường sau khi trải qua trận chiến khốc liệt. Các cô tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình chết thảm, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ. Tô Tử Lăng cũng là một trong số đó. Đột nhiên, một cô gái mặc áo xanh lục mở miệng. Bạch công tử, ngài đứng thứ 11 thiên bảng, không cần thiết phải so đo với chúng tôi, đúng không? Chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ngài. Trước mặt các cô gái kia, một người đàn ông tuấn tú mặc đồ trắng ngồi trên ghế thái sư, mặt tuyệt long, xếp hạng thứ 11 trên thiên bảng. Đúng đúng đúng, Bạch công tử, chúng tôi sẵn sàng vì anh làm bất cứ điều gì. Bạch công tử, chúng tôi có thể làm tỳ nữ cho ngài, chỉ cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ một lần. Nữ thần ngày thường cao cao tại thượng, và giờ phút này tất cả đều trở nên hoảng loạn. Thà đánh mất sự trong sạch vẫn hơn bị tra tấn hành hình hành đại đến chết. Không bằng cứ ủy khuất thỏa hiệp, như vậy còn có thể giữ được mạng sống. Khóe miệng mặt tuyệt lòng hiện lên nụ cười tà ác, quỳ xuống. Cô gái mặc áo xanh lục và đồng bạn nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống trên mặt đất. Ồ, đứng thứ hạng thứ 15 trong danh sách nữ nhân, Giang Mạnh Ngọc, đại tiểu thư của nhà họ Giang lại quỳ xuống ư? Còn có tiểu công chúa của đảo Phù Cẩu đứng thứ 20 trong danh sách nữ thần, đây là Lục Linh Lung đó. Xung quanh truyền đến âm thanh phấn khích. Tô Tử Lăng nghiến răng, Mạnh Ngọc, Linh Lung, các cô đừng như vậy. Giang Mạnh Ngọc quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tia máu. Tô Tử Lăng, cô bị sỉ nhục rồi bị giết, nhưng chúng tôi không muốn vậy. Lục Linh Lung cũng hung dữ trừng mắt nhìn cô ta. Cô im miệng, có thể phục vụ Bạch công tử là vinh hạnh của chúng tôi. Một giây tiếp theo, hai người giống như những con chó, đầu gối mềm mại cọ xát vào mặt đất, từng bước bò đến trước mặt Bạch Tuyệt Long. Bạch công tử, chúng tôi đã quỳ xuống. Bạch Tuyệt Long suy ngẫm rồi mỉm cười. Xin lỗi, vào lúc các cô quỳ xuống, tôi đã không còn chút hứng thú nào với các cô rồi. Vung tay lên, hai người bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám đông bên dưới. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại tạ lão đại, đại ca, anh là anh trai của tôi. He, tôi đến trước. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tử Lăng run lẩy bẩy, không ngừng lùi về phía sau, sợ sẽ gặp phải điều đó. Ánh mắt Bạch Tuyệt Long nhìn chằm chằm Tô Tử Lăng. Tử Lăng cô nương, cô đừng sợ. Cô khác với những kẻ thô tục thầm thường kia, chỉ cần cô đồng ý là người phụ nữ của tôi,
thì tôi đảm bảo không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến cô. Tô Tử Lăng nức nở kêu lên, Mạc công tử, xin anh hãy thả tôi ra đi. Tôi xin hứa sẽ đưa cho anh rất nhiều thù lao sau khi rời khỏi cấm điện luân hồi. Mạc Tuyệt Long cười, Tử Lăng cô nương, nhà họ Mạc của cô cũng không thiếu thứ gì. Tôi chỉ thiếu một người phụ nữ thôi. Tử Lăng cô nương, đồng ý với tôi đi. Mạc Tuyệt Long đứng dậy, đi về phía Tô Tử Lăng. Những người tu võ khác rất thức thời tiến lên, chặn đường lui của Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng cứng ép ra tay đột phá vòng vây. Mạc Tuyệt Long tung ra một trưởng. Tô Tử Lăng bị một luồng sức mạnh cường đại đẩy lùi. Khóe miệng lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tô Tử Lăng nghiến răng. Mạc Tuyệt Long, nếu anh dám xử nhục sự trong sạch của tôi, thì nhà họ Tô sẽ tuyệt đối không buông tha cho anh đâu. Ha ha ha, Mạc Tuyệt Long cười to. Đây là cấm điện luân hồi. Chỉ cần tôi để cho mỗi một người ở đây nếm thử mùi vị của cô, bọn họ sẽ không nói cho ai biết. Vậy thì làm sao nhà họ Tô lại biết được chứ? Đại ca, chúng tôi cũng có thể nếm thử một chút sao? Khi những người tu võ khác nghe vậy, bọn họ lại càng trông như những con sói đói. Trong mắt bọn họ lập tức tràn ngập tơ máu. Tập 220 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Nhân xin còn lại cho quý vị thính giả của tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho Lan Tuấn Risto để nhận được thông báo mới nhất nha.